PSG từ lâu nổi danh là câu lạc bộ chi tiền như nước nhờ sang tay các ông chủ giàu có từ Trung Đông. Cứ mỗi kỳ chuyển nhượng, người hâm mộ lại thấy một vài bom tấn được kích hoạt tại công viên các hoàng tử với mức giá cùng với mức lương cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên, dù là nơi quy tụ những siêu sao bóng đá hàng đầu, nhưng không phải ai cũng có thể tỏa sáng tại đội bóng thủ đô nước Pháp. Một số người phải ra đi, số còn lại phải chịu cảnh bi thảm. Vậy đâu là những ngôi sao thất bại toàn tập khi đến chơi tại PSG? Hatem Ben Arfa. Cái tên đầu tiên trong danh sách này phải là Hatem Ben Arfa, người được mệnh danh là Messi Pháp. Nhưng sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 87 lại là chủ nghề thăng trầm với hàng loạt drama không lối thoát. Thăng hoa trong mùa áo của Newcastle và Leeds, Hatem Ben Arfa cập bến PSG vào năm 2016 khi sắp bước sang tuổi 30. Và hai mùa giải của cầu thủ sinh năm 87 tại PSG thực sự là những cơn ác mộng. Ben Arfa không thể giành một suất đá chính trong mùa giải đầu tiên và chủ yếu chỉ vào sân từ ghế dự bị. Sang mùa thứ hai, tiền vệ người Pháp thậm chí còn không được sử dụng một lần nào. Đáng nói hơn, trong mùa 27-28, Ben Arfa bị dọa sẽ phải chơi cho đội trẻ. Thực tế từng có giai đoạn anh phải tập luyện một mình. Hết hợp đồng với PSG, Ben Arfa gia nhập Gen, nhưng cũng chẳng bao giờ thêm được phong độ đỉnh cao như xưa bởi lối sống vô kỷ luật. Zdravko Krychowiak. Với bản lý lịch của ngôi sao từng vô địch Europa League hai mùa liên tiếp, Krychowiak nhận được rất nhiều kỳ vọng về việc sẽ trở thành một trụ cột của PSG. Đến với đội bóng số 1 Lyon với mức giá 27,5 triệu euro, nhưng tiền vệ người Ba Lan chưa bao giờ đáp ứng được năng lực tương xứng. Krychowiak chỉ có 19 lần ra sân trong mùa giải 2016-2017 trước khi biến mất khỏi công viên các hoàng tử. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, PSG vẫn thường sử dụng Rabiot, Verratti hay thậm chí là lão tướng Thiago Motta thay vì Krychowiak. Những mùa giải tiếp theo, tiền vệ sinh năm 90 liên tục bị PSG đem đi cho mượn nhưng vẫn không cải thiện được gì. Và cuối cùng, PSG phải bán tháo anh khi hợp đồng còn tận 3 năm. Giờ đây, khi đã 32 tuổi, tiền vệ người Ba Lan đang chơi bóng tại Ả Rập Xê Út cho câu lạc bộ Al Shabab. David Luiz. David Luiz từng là bán hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử chuyển nhượng của PSG. Đội bóng của Lyon đã phải trả cho Chelsea số tiền lên tới 50 triệu euro. Trong màu áo mới, David Luiz chơi không nổi bật và cũng không được lòng huấn luyện viên Unai Emery. Đến điểm là trận PSG phơi áo 1-3 trên sân của Monaco ngày 29 tháng 8 năm 2016. Unai Emery bực tức rút Luiz ra khỏi sân sau khi anh có pha phòng lỗ thô thiển dẫn đến quả phạt đền cuối hiệp 1. Và chỉ vài ngày sau đó, David Luiz trở lại Chelsea với một bản hợp đồng mua đứt. Nhưng hậu vệ người Brazil không bao giờ tìm lại được đẳng cấp vốn có thêm một lần nào nữa. Gonçalo Guedes. Guedes đang thi đấu nổi bật tại ngoại hạng Anh trong mùa áo Wolverhampton. Tuy nhiên ít người biết rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha từng có khoảng thời gian chật vật tại PSG. Được câu lạc bộ Lyon mua về với giá 30 triệu euro từ Benfica trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2017, song Gonçalo Guedes lại không thể tìm được một suất thi đấu ổn định. Nửa đầu mùa đầu tiên, anh ra sân đúng 11 trận và không ghi được bàn nào. Kết thúc mùa 2016-2017, PSG đẩy Guedes đến Valencia theo giờ chơi mượn, rồi sau đó được đội bóng này mua đứt. Dấu hiệu hồi sinh từ đó mới trở lại với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Trải qua năm mùa giải của Valencia, Guedes được hàng loạt các ông lớn đăm tiếng chiêu mộ. Nhưng cuối cùng, cầu thủ này lựa chọn Wolverhampton làm bến đỗ tiếp theo. Pablo Sarabia. Đồng cánh ngộ bên Guedes là trường hợp của Sarabia, là sản phẩm của học viện Real Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha nổi lên như một hiện tượng nhưng không có duyên với màu áo Real Madrid. Sarabia lần lượt khoác áo Getafe và Sevilla. Trong 3 mùa giải tại Sevilla, anh chơi rất nổi bật. Mùa 2018-2019, Sarabia ghi 23 bàn và có 17 kiến tạo. Phong độ ấn tượng đó thu hút hoàn toàn PSG. Đội bóng của Lyon chi 18 triệu euro để chuyển mua Sarabia vào mùa hè 2019. Tuy nhiên, Sarabia chơi không đạt yêu cầu. Mùa trước, anh khoác áo Sporting dưới dạng cho mượn trước khi trở lại và bị bán đứt cho Wolverhampton vào đầu năm 2023. Tại đây, Paulo Sarabia và Guedes có nhiệm vụ giúp Hove trụ lại Premier League mùa này. Julian Draxler. Từng là một tài năng khuấy đảo Bundesliga, Draxler được hàng loạt đội bóng tên tuổi như Arsenal, Man United hay Liverpool mong muốn chiêu mộ. Nhưng cuối cùng, tiền vệ người Đức lại chọn PSG.
Thế nhưng Julian Draxler lại không thể tỏa sáng ở kinh đô nước Pháp. Thế nhưng Draxler lại không thể tỏa sáng tại kinh đô ánh sáng, là chứng nhân trong cả ba thất bại đầy cay đắng của PSG tại Champions League trước Barcelona, Man United và Real Madrid. Nhưng Draxler chỉ đóng vai trò kép phụ cho những ngôi sao khác như Neymar, Mbappe hay Di Maria. Dù tương lai của Draxler với PSG rất mờ mịt, nhưng mối lương duyên của họ vẫn chưa kết thúc. Hiện tiền vệ 30 tuổi đang được câu lạc bộ này mang đi chơi mượn tại Benfica. Nhưng việc tiền vệ Carlos Soler đã gia nhập PSG và đang thể hiện khả năng của mình, thì số phận của Julian Draxler chắc chắn cũng sẽ bi thảm như những ngôi sao trên. Jorginho Wijnaldum. Mùa hè 2021, như tưởng Wijnaldum sẽ gia nhập Barcelona như đồn đoán, nhưng cuối cùng tiền vệ người Hà Lan lại chọn PSG. Dẫu vậy, đây dường như là nước đi sai lầm của Gini. Chỉ tháng sau khi chuyển đến công viên các hòa tử, Wijnaldum bày tỏ việc anh cảm thấy không hạnh phúc. Thậm chí một số nguồn tin tại Hà Lan còn cho rằng do không được lòng các cầu thủ Nam Mỹ tại PSG, Jorginho Wijnaldum bị hạn chế thời lượng ra sân. Đó cũng là lý do chỉ sau một mùa, Wijnaldum phải lên kế hoạch khai gói ra đi. Anh gia nhập Roma dưới dạng cho mượn. Đang đuổi thay, tiền vệ người Hà Lan bị gãy phần xương chày chân phải trong lúc tập luyện tại câu lạc bộ mới và khiến cho tương lai của anh không được đảm bảo. Gianluigi Buffon. Ai cũng rõ Gigi là thủ thành huyền thoại của bóng đá thế giới. Dẫu vậy, lão tướng sinh năm 78 từng gây tranh cãi với quyết định gia nhập PSG hồi năm 2018. Nhiều người cho rằng Buffon đầu quân cho PSG chỉ để hiện thực hóa giấc mơ Champions League. Thế nhưng Buffon vẫn không thể đạt được nguyện vọng này, bởi PSG của anh đã bị Man United loại vô cùng đau đớn. Trong thất bại 1-3 của PSG ở lượt về, Buffon mắc một sai lầm tai hại. Sau mùa giải đó, anh quay trở về Juventus, nhưng tạo đội bóng thành Turin. Số bắt chính này đã thuộc về Bujasny, dù trước đó thủ môn người Ý mới là người bắt chính. Thất bại khi đến PSG và quay trở về Juve chỉ đóng vai trò dự bị, một nước đi quá sai lầm của Buffon. Giờ đây, anh đã về làm Parma theo bản hợp đồng 2 năm sau khi rời Juventus. Thủ môn huyền thoại quyết định không giải nghệ, mặc dù đã bước sang tuổi 45. Mauro Icardi. Khi còn chơi tại Inter, Icardi nổi lên như một sát thủ mắng bàn và được rất nhiều câu lạc bộ lớn quan tâm. Nhưng PSG đã nhanh chóng tiếp cận với ba hợp đồng ngắn hạn. Ở mùa 2019-2020, Mauro Icardi thi đấu khá tốt dưới dạng cho mượn với 17 bàn. PSG quyết định kích hoạt điều khoản mua Đức tiền đạo Argentina với giá 50 triệu euro. Sau khi ký hợp đồng dài hạn, Icardi sản xuất phong độ và liên tục ngồi dự bị trong hai mùa gần nhất. Mức lương cao 12 triệu euro một mùa, nhưng đóng góp rất ít ỏi. Thêm vào đó là những lùm xùm bên ngoài sân cỏ, tiền đạo người Argentina đã không còn được phép tập luyện cùng với cả đội. Mauro Icardi được giám đốc thể thao Luis Campos liệt vào danh sách buộc phải đẩy đi trong kỳ chủ nhiệm mùa hè 2022. Trước sức ép từ ban lãnh đạo, Mauro Icardi đành gia nhập Galatasaray theo dạng cho mượn một mùa. Sergio Ramos. Sau khi rời Real Madrid, Sergio Ramos gia nhập PSG vào năm 2021 theo dạng chủ nhiệm tự do. Những tưởng trung vệ người Tây Ban Nha sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ của PSG, song ngược lại, Ramos trở thành gánh nặng. Những chấn thương dai dẳng đã khiến Ramos mất một thời gian ngồi ngoài trước khi có thể ra mắt đội bóng mới. Dẫu vậy, khi trở lại, Ramos lại chưa thể đáp ứng được kỳ vọng, bởi lẽ anh không còn sung sức như thời kỳ đỉnh cao. Sau khi mùa giải khép lại, nhiều người cho rằng PSG đã mắc sai lầm lớn khi ký hợp đồng với Ramos đến 2 năm. Huyền thoại câu lạc bộ Real Madrid chỉ còn vài tháng cuối trong hợp đồng, và có nhiều nguồn tin Ramos sẽ chuyển đến Ả Rập Xê Út để tái hợp với người đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr. Trên đây là 10 ngôi sao đã thất bại toàn tập khi chuyển đến PSG. Nhưng vào danh sách này, chúng ta có thể thấy đôi khi đồng tiền sẽ không đi liền với chất lượng. Một câu lạc bộ có quá nhiều ngôi sao tức sẽ có quá nhiều cái tội lớn, và dĩ nhiên phong thái độ của PSG chỉ bao giờ trong tình trạng mưa thuận gió hòa. Nhưng đó là thói quen mua sắm của giới chủ nhà giàu Qatar, và rất khó để họ thay đổi quan điểm. Khi nào các ngôi sao bóng đá vẫn chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, thì PSG vẫn luôn là một điểm đến rất hứa hẹn nhưng cũng đầy rủi ro.